Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Bàn giao kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh ứng dụng trong thực tiễn. Mộc Châu phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025 và hướng tới đô thị phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Sơn La bắt một đối tượng thu gần 3.000 viên ma túy tổng hợp. Chiều nay, đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế, phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới vùng Tây Bắc năm 2021. Tiếp và làm việc với đoàn tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng đã thông tin tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế, du lịch, xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới của hai địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất các nội dung hợp tác hiệu quả thiết thực, đề ra các hướng đi cụ thể, các giải pháp phù hợp để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch, chia sẻ thông tin kinh nghiệm và cơ chế chính sách về phát triển quản lý loại hình các mô hình du lịch đặc trưng, hợp tác mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch lữ hành, xúc tiến thị trường quảng bá du lịch, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin, lao động có trình độ tay nghề cao theo yêu cầu của thị trường, hợp tác và học tập kinh nghiệm về xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn phát triển các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, hợp tác thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng thành phố thông minh. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đã đánh giá cao tiềm năng thế mạnh và những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Sơn La, đồng thời nhất trí các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Sơn La. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cảm ơn đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng đã lên thăm Sơn La, đồng thời mong muốn tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng sẽ thường xuyên trao đổi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Đồng chí chúc thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển và trở thành thành phố đáng sống và đô thị biển quốc tế trong tương lai. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ về nội dung hợp tác hỗ trợ phát triển tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Thành phố Đà Nẵng đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khó khăn của tỉnh Sơn La. Cũng trong chương trình làm việc tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương đền thờ Bác Hồ tại quảng trường Tây Bắc, dâng hương nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La, tham quan khu di tích lịch sử quốc gia nhà tù Sơn La. Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La vào sáng cùng ngày, đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đi thăm nhà máy thủy điện Sơn La tại huyện Mường La. Tiếp và tham gia cùng đoàn, tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Mường La. Đại diện lãnh đạo nhà máy thủy điện Sơn La đã thông tin với đoàn công tác về quá trình xây dựng và vận hành nhà máy. Theo đó, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Công trình được xây dựng ở bậc thang dòng chính sông Đà, gồm 6 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 2.400 MW. Theo thiết kế, nhà máy sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 10 tỷ kWh trên năm. Công trình thủy điện không những có vai trò quan trọng trong việc phát điện, mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Sơn La, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc. Trong những năm qua, công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sơn La được công ty đặc biệt chú trọng, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị. Đến nay, nhà máy thủy điện Sơn La đã sản xuất trên 100 tỷ kWh lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước tại địa phương. Tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước từ khi đi vào vận hành đến nay trên 12.910 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhà máy thủy điện Sơn La còn có tiềm năng du lịch lớn, đặc biệt là du lịch lòng hồ. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với các sở ngành có liên quan, địa phương để phát triển các điểm du lịch, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch tới du khách trong nước và quốc tế, kết nối tour du lịch giữa điểm nhà máy thủy điện Sơn La với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Thay mặt đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết chúc mừng những kết quả công ty đạt được, đồng thời chúc toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy thủy điện Sơn La tiếp tục sản xuất an toàn, hiệu quả và ngày càng phát triển. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý vừa được phóng viên chuyển về. Chiều nay, ngày 22 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường, những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu dự hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, nghe thông báo danh sách phân bổ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20. Theo đó, thành phố có 9 đơn vị bầu cử với tổng số 51 ứng cử viên. Hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20 báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Trung Chiến nhấn mạnh, để cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn đúng quy định, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật, đúng quy định. Các đại biểu ứng cử cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đảm bảo thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thực hiện quyền vận động bầu cử của mình theo đúng luật, đúng chương trình kế hoạch. Các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân. Phát biểu tại hội nghị bàn giao kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu trong năm 2020 để triển khai ứng dụng và thực tế do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 4. Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quan tâm cho công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, cần đổi mới công nghệ trong sản xuất gắn với tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sản xuất vật liệu từ địa phương, nâng cao giá trị của sản phẩm. Tổng số nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiệm thu cấp tỉnh trong năm 2020 là 16 nhiệm vụ, trong đó đề tài trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm 70% tổng số nhiệm vụ được triển khai. Nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tiễn và cho hiệu quả cao, như dự án trồng một số giống táo mới Đài Loan VC1 phù hợp tại địa phương, dự án xây dựng mô hình trồng cây bơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thâm canh một số giống bưởi chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh, đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực của tỉnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản chủ lực. Bên cạnh đó, một số đề tài thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được nghiệm thu đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, nâng cao năng lực khám chữa bệnh tuyến y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí Phạm Văn Thủy cũng nhấn mạnh, các đề tài nghiên cứu khoa học hiện nay còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như không có sự đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều đề tài được nghiệm thu nhưng không triển khai được trong thực tiễn, hay nhiều nghiên cứu còn chạy sau người nông dân, trùng lặp. Do vậy, trong thời gian tới, các ngành địa phương cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ, cần nghiên cứu thực tiễn, chạy đua theo công nghệ mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cần có cơ chế chính sách đưa từ công trình nghiên cứu vào triển khai thực tế, đẩy mạnh công tác truyền thông, coi ứng dụng khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, bám sát nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều nay,
Ngày 22 tháng 4, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo. Tại tỉnh Sơn La, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 4 năm 2021, có 43 người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua đường mòn lối mở tuyến biên giới, 347 người nước ngoài nhập cảnh, 329 người nước ngoài xuất cảnh, hiện còn 18 người trên địa bàn tỉnh. Tổng số đã rà soát, truy vết, giám sát theo dõi cách ly gần 20.700 người, gần 2.700 mẫu xét nghiệm, trong đó tất cả các mẫu đều âm tính. Về công tác rà soát các đối tượng thuộc lực lượng biên phòng để tiêm vaccine phòng COVID-19 đã rà soát được 899 cán bộ chiến sĩ. Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phạm Văn Thủy yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khuyến cáo các cán bộ công chức viên chức người lao động không đi công tác và du lịch tại các tỉnh, thành phố ở khu vực Tây Nam Bộ, các nước có dịch bùng phát trong thời gian nghỉ lễ. Đề nghị ngành y tế làm tốt công tác phòng ngừa dịch COVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm tại giải chạy đường mòn Việt Nam diễn ra tại huyện Mộc Châu, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho việc tiêm chủng vaccine COVID-19 vào ngày 26 tháng 4 tới đây và các ngày tiếp theo. Đảm bảo cơ sở vật chất, lực lượng tiêm vaccine tại các điểm tiêm phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh nắm bắt tình hình ngoại biên, kiểm soát tốt việc xuất nhập cảnh dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, ngày 22 tháng 4, Đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai mạc hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tới các chi đảng bộ trực thuộc. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 6 điểm cầu trong tỉnh. Trong thời gian một ngày rưỡi, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí trong thường trực Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt các chuyên đề, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đạt kết quả cao, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Vladimir Ilyich Lenin không chỉ để lại những di sản về lý luận thực tiễn cách mạng sâu sắc mà còn là tấm gương đạo đức vĩ đại, cao đẹp. Tìm hiểu về sự quan tâm của Vladimir Ilyich Lenin về vấn đề đạo đức cách mạng càng thấy rõ việc Đảng ta coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là đúng đắn và cần thiết. Kỷ niệm ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin là dịp tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới. Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. Người sáng lập nhà nước Xô Viết, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới. Đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lenin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn, cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng. Đối với Việt Nam, nội dung sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Hướng đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được xác định, chấm dứt cuộc khủng hoảng lâu dài, sâu sắc về đường lối của cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định, từ lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin,
Đến nay, lý luận của Lenin nói riêng, của chủ nghĩa Mác Lenin nói chung luôn đồng hành, định hướng để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù thời gian đã lùi xa và thế giới hiện đã có nhiều đổi thay to lớn, song tư tưởng của Lenin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, vì tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới. Sáng nay, ngày 22 tháng 4, tại xã Hua Nhàn, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xếp hạng di tích quốc gia Đèo Chẹn. Đèo Chẹn dài hơn 20 km nằm trên quốc lộ 37, kết nối hai huyện Bắc Yên và Mai Sơn. Đỉnh đèo thuộc địa phận bản Chẹn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, có độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển. Đèo Chẹn là di tích lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, là tuyến đường giao thông huyết mạch bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt, nhằm ngăn chặn quân ta vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược chi viện cho bộ đội ta tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Đã có hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, anh dũng hy sinh trong quá trình phá đá mở đường, thông tuyến, chi viện cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Với giá trị lịch sử to lớn, Đèo Chẹn được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia theo quyết định số 3089 ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để phát huy giá trị di tích, trong thời gian tới, huyện Bắc Yên tăng cường quản lý nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực phục vụ công tác tu bổ tôn tạo di tích, truyền thông sâu rộng đến cán bộ nhân dân về giá trị di sản văn hóa của địa phương, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và kết nối tour tuyến du lịch, tuyến đường vận chuyển cho chiến dịch Điện Biên Phủ từ đèo Lũng Lô, rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Phú Yên, bến phà Tạ Khoa, đèo Chẹn, huyện Bắc Yên, ngã ba Cỏ Nòi, huyện Mai Sơn, đèo Phạ Đin, huyện Thuận Châu, Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Từ đó góp phần phát triển du lịch, kinh tế xã hội địa phương. Ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường cán bộ thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân tại địa bàn huyện Mai Sơn, Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Theo đó, Công an tỉnh thành lập 3 tổ cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn tỉnh, gồm 23 cán bộ chiến sĩ, trong đó Công an thành phố có 16 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân trên địa bàn các xã Trường Ban, Nà Ớt, Trường Dong, Mường Bon, Mường Bằng, huyện Mai Sơn, xã Bản Lầm, Muồi Nọi, Bó Mười, Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, xã Mường Hung, Nậm Mằn, Bó Sinh, huyện Sông Mã. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đề nghị các cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, văn hóa giao tiếp, ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, bố trí thời gian làm việc hợp lý, khai thác có hiệu quả thiết bị để nâng cao hiệu quả việc cấp căn cước công dân cho bà con nhân dân các dân tộc của các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và Sông Mã theo đúng tiến độ của kế hoạch cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mộc Châu đang quyết tâm phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trở thành thị xã vào năm 2025 và hướng tới là đô thị phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030 và được công nhận là khu du lịch quốc gia, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả, chè của vùng Tây Bắc. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua, chính quyền huyện Mộc Châu đã hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung thị xã Mộc Châu trong năm 2021, hoàn thành lập chương trình phát triển đô thị Mộc Châu năm 2022. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành lập đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã đáp ứng tiêu chí đô thị loại 4 theo nghị quyết số 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, hoàn thành lập đề án đề nghị công nhận Mộc Châu là thị xã và các phường thuộc thị xã trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trước quý 2 năm 2025, dự kiến công bố huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào quý 3 năm 2025. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Cần có hướng giải quyết bài toán tiêu thụ trái cây của Sơn La. Chung tay thực hiện tiết kiệm điện trong mùa hè nắng nóng. Vào những ngày nắng nóng như hiện nay, chắc hẳn hầu hết các gia đình, trường học, công sở, làm việc đều phải sử dụng các thiết bị làm mát như quạt, điều hòa, máy lạnh để hạ nhiệt. Song nhiều thiết bị điện
cùng hoạt động trong một lúc, một thời điểm. Nếu sử dụng không hợp lý sẽ gây ra những sự cố mất điện do quá tải của hệ thống cấp điện. Để sử dụng điện làm dịu bớt những oi bức, cần thiết sự chung tay thực hiện tiết kiệm điện trong mùa hè nắng nóng của các khách hàng sử dụng điện. Những ngày hè này, trên khắp nẻo đường tại địa bàn 12 huyện thành phố, mỗi ngày có khoảng 100 công nhân hiện diện trên các tuyến lưới điện để kiểm tra tuyên truyền khách hàng thực hiện tiết kiệm điện. Để giảm bớt áp lực về công suất điện trong mùa này, bản thân tôi là người công nhân ngành điện. Chúng tôi luôn thực hiện tốt công tác dịch vụ và giao tiếp khách hàng, chú trọng công tác truyền thông cộng đồng, không để gây bức xúc trong xã hội, vận động khách hàng chia sẻ cùng ngành điện những khó khăn, làm việc với khách hàng lớn để họ có thể xem xét điều hòa phụ tải. Sử dụng quá công suất gây sập nguồn lưới, mất điện vào thời điểm nóng nhất quả là bất tiện. Hơn thế, còn là bức xúc của người đang sử dụng điện. Để không rơi vào trạng thái bất tiện hay bức xúc như thế, rất cần sự chung tay thực hiện sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm điện khi cần thiết trong mùa hè nắng nóng là việc cần nên làm của các khách hàng. Gia đình tôi luôn luôn ý thức được các vấn đề cần phải tiết kiệm sử dụng điện một cách hợp lý, và bên cạnh đó chúng tôi có một hoạt động một phòng khám nha khoa thì cũng luôn luôn ý thức cho nhân viên là phải sử dụng điện một cách hợp lý, tức là khi không có bệnh nhân thì chúng tôi cố gắng tận dụng ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa kính. Để sử dụng điện hợp lý và không bị cắt điện, nhà máy sản xuất gạch Tuy Nen, công ty gạch Mai Sơn đã bố trí thời gian sản xuất hợp lý, tránh sản xuất tập trung nhiều thiết bị điện trong các giờ cao điểm, tận dụng tối đa giờ thấp điểm để vận hành các thiết bị tiêu thụ điện năng nhiều. Chính bởi vậy, việc cung cấp điện cho nhà máy hoạt động luôn ổn định. Từ ngày xây dựng nhà máy đến giờ là bên điện lực cung cấp đáp ứng điện cho chúng tôi là rất là đảm bảo về thời gian, về chất lượng, đặc biệt là cái mùa nắng nóng gần đây và trong là bây giờ là điện lực cung cấp điện cho chúng tôi là rất là ổn định. Như vậy, để mỗi gia đình thêm những làn gió mát trong mùa hè oi bức, để mỗi cơ sở sản xuất không bị ngưng sản xuất, đình trệ, việc sử dụng điện hợp lý, sử dụng điện tiết kiệm của chúng ta chính là hành động hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ thực hiện mục tiêu kép khôi phục phát triển kinh tế và phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Đó là ưu tiên dòng điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt cần thiết của người dân, không sử dụng điện lãng phí một cách tràn lan. Tin nắng nóng. Ngày 22 tháng 4, tỉnh Sơn La xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày 23 tháng 4, tỉnh Sơn La tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này tỉnh Sơn La có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 4. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở. Đến nay đã có 50% các xã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã. Trước đó, trong tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố tổ chức thành công 12 đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo mục đích yêu cầu theo đúng kế hoạch đề ra. Ngay sau khi tổ chức đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo các cơ sở hội chuẩn bị tổ chức và điều hành đại hội, đảm bảo về tiến độ, nội dung cũng như cách thức triển khai thực hiện. Từ đầu tháng 4 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và phấn đấu 204 xã phường thị trấn hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã trong tháng 4. Sau khi đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở hoàn tất, Hội Liên phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua hướng tới đại hội điểm Hội Liên phụ nữ cấp huyện, thành phố dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 tới đây tại huyện Quỳnh Nhai. Ngay sau đó, đại hội đại biểu Hội Liên phụ nữ cấp huyện sẽ đồng loạt triển khai vào tháng 7. Đại hội đại biểu Hội Liên phụ nữ tỉnh Sơn La dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Sơn La đang là địa phương đứng hàng đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây ăn quả. Đặc biệt trong bối cảnh diện tích cây ăn quả của Sơn La ngày càng mở rộng nhanh chóng, những năm tới sản lượng cây ăn quả của tỉnh sẽ còn nâng lên, nhất là
có nhiều diện tích cây ăn quả sẽ đến tuổi cho thu hoạch trong những năm tới. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, việc tổ chức thu hút doanh nghiệp vào chế biến sâu nhằm giải quyết bài toán tiêu thụ cho trái cây của Sơn La đang là vấn đề vô cùng cấp thiết. Theo kế hoạch, đến hết năm 2021, tổng diện tích cây ăn quả các loại của Sơn La dự kiến sẽ đạt khoảng trên 87.000 ha, sản lượng trái cây đạt gần 430.000 tấn, trong đó cây nhãn đạt 19.500 ha, sản lượng 100.000 tấn, xoài 19.000 ha, sản lượng khoảng 80.000 tấn, cây mận mơ hơn 11.600 ha, sản lượng hơn 92.000 tấn, cây chuối hơn 7.000 ha, sản lượng trên 70.000 tấn, cây có múi hơn 4.700 ha, sản lượng hơn 14.000 tấn, chanh leo hơn 2.100 ha, sản lượng hơn 23.000 tấn. Mặc dù vậy, tổng sản lượng trái cây xuất khẩu toàn tỉnh Sơn La mới chỉ đạt khoảng hơn 108.000 tấn. Như vậy, nếu so với tổng sản lượng trái cây toàn tỉnh ước tính năm 2021 khoảng 430.000 tấn, lượng trái cây tươi xuất khẩu mới chỉ chiếm chưa tới 1/3, còn lại là tiêu thụ thị trường nội địa và một phần chế biến. Bên cạnh những doanh nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ của tỉnh Sơn La hoạt động trong lĩnh vực chế biến, Sơn La cũng đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư nhà máy chế biến, đã và sẽ đi vào hoạt động để giải quyết bài toán tiêu thụ trái cây cho tỉnh Sơn La. Sáng nay, ngày 22 tháng 4, tại Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2021 cho 52 chiến sĩ dân quân tự vệ của các đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trong thời gian tham gia huấn luyện, các chiến sĩ lực lượng tự vệ được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, an ninh, về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, các động tác điều lệnh, đội hình, đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật, thực hành với súng, lựu đạn. Đợt huấn luyện này nhằm giúp cho lực lượng dân quân tự vệ của các cơ quan nâng cao nhận thức, trình độ chuyên ngành quân sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Chiều ngày 21 tháng 4, huyện Mai Sơn đã tổ chức tiêu hủy một con bò của một hộ chăn nuôi thuộc bản Yên Tiến, xã Hát Lót bị mắc bệnh viêm da nổi cục với trọng lượng khoảng 300 kg. Với việc dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện tại địa bàn, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, thành lập các đoàn xuống các bản tiểu khu tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tổ chức tiêm được trên 11.000 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên châu bò cho các hộ dân thuộc 22 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, tổ chức kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm các hoạt động giết mổ, kinh doanh, mua bán, vận chuyển trái phép châu bò và sản phẩm từ châu bò. Tuyên truyền vận động các hộ tiếp tục đăng ký tiêm phòng vaccine bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Đồng thời, hướng dẫn các hộ cơ sở chăn nuôi châu bò áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với địa phương có ổ dịch chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức phòng chống, khống chế hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, tại khu vực bản Nậm Lạnh, xã Nà ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Sồng A Mệnh, sinh năm 1982, trú tại huyện Mai Sơn. Tang vật thu giữ 2.800 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng tự chế, đạn đã lên nòng, 5 viên đạn cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, đối tượng Mệnh khai nhận số ma túy trên được mua ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, độ ẩm phổ biến từ 40 đến 99%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh: Quỳnh Nhai từ 22 đến 34 độ, thành phố Sơn La từ 20 đến 34 độ, Mường La 22 đến 39 độ, Mai Sơn 20 đến 33 độ, Yên Châu 22 đến 37 độ, Sông Mã 21 đến 37 độ, Bắc Yên 23 đến 34 độ, Phú Yên 25 đến 36 độ, Mộc Châu 20 đến 30 độ, Sóc Cồn 21 đến 37 độ, Vân Hồ 20 đến 30 độ,
Thuận Châu 22 đến 34 độ.